Hôm nay thì Công đang có ở đây một chiếc loa với đèn LED cực đẹp trong phân khúc 500k, đó chính là Soundnac XR3 Mini. Phải nói là đẹp nhất phân khúc anh em ạ. Và ngoài đèn LED đẹp ra thì chúng ta còn những điểm gì đáng mua hay không, chất âm như thế nào? Mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu. Và tất nhiên mình là Công, tới từ Review OS. Nếu như anh em đang quan tâm sản phẩm này thì Công sẽ để đường link ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Soundnac XR3 Mini là một chiếc loa di động nhỏ gọn với thiết kế dạng viên nhộng. Phần vỏ nhựa bên ngoài được hoàn thiện tốt, các khớp nối khá khít và không có nhựa thừa. Phần cổng kết nối được che bởi nắp cao su giúp chống bụi chống nước tốt hơn. Loa này đạt tiêu chuẩn kháng nước là IPX4 nên nếu như các bạn đang sử dụng mà gặp những cơn mưa nhỏ thì cũng không sao đâu nhá. Theo Công đánh giá thì điểm nhấn của chiếc loa này chính là dàn đèn LED đổi màu được và có thể nháy theo cả điệu nhạc, tạo nên không khí cực kỳ sôi động cho những buổi tiệc tùng của bạn. Mình thực sự ấn tượng với độ mượt của LED và như các bạn thấy mình đang cầm ở trên tay, chuyển màu nó có đẹp không ạ? Bên trong chúng ta có những mắt LED khác nhau, nhưng nhờ phía bên ngoài các bạn có một lớp nhựa nhám nên là cái việc chuyển màu của chúng ta nó đẹp. Và đồng thời là về mặt độ sáng thì mình đang ở trong ánh sáng studio và anh em nhìn thử xem, chúng ta vẫn có thể nhìn được LED đấy chứ. Nên là kể cả các bạn mang ra ngoài trời đi nữa thì LED của em này vẫn rất sáng. Nếu bạn đang muốn tìm một chiếc loa nhỏ gọn cho góc decor của mình thì hoàn toàn có thể cân nhắc tới em này. Chúng ta sẽ có nút nguồn, nút chỉnh chế độ LED và tăng giảm âm lượng, đều có màu đỏ nổi bật và được in nổi ở trên nền đen. XR3 Mini được trang bị công nghệ Bluetooth 5.3 mới nhất cho kết nối nhanh và ổn định. Với viên pin là 1500 mAh bên trong thì bạn có thể nghe nhạc thoải mái suốt 10 giờ liền. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Trên thực tế thì khi sử dụng mà mình bật đèn LED thế này cộng với việc là mình để âm lượng ở mức 70% thì thời gian sử dụng của mình sẽ rơi vào khoảng 6 tiếng. Công suất của chiếc loa này là 5W, tuy không quá lớn nhưng lại cho ra âm lượng to bất ngờ. Nếu như các bạn đi du lịch chiêu chiêu hai người thì chỉ cần một em này là đủ. Soundnac XR3 Mini cho chất âm khá ổn với giải mid rõ và treble chi tiết. Giọng ca sĩ nghe rõ, không bị lấn vào tiếng nhạc nhưng mà hơi phẳng bởi vì chưa tách lớp tốt giữa nhạc cụ và giọng ca sĩ. Loa có cả âm bass nhưng mà chưa thực sự nổi bật và chưa tái tạo được hết độ sâu của tiếng trống. Điều này thì cũng dễ hiểu và hoàn toàn chấp nhận được bởi vì chúng ta đang đánh giá một chiếc loa mini có mức giá chỉ khoảng 500k mà. Mình đã có test thử là bật loa ở mức âm lượng lớn thì không có hiện tượng bị dè loa, nhưng mà bạn chỉ nên để âm lượng tối đa ở mức 90% thôi. Nếu như các bạn bật to hơn thì cảm giác các giải âm sẽ bị trộn vào nhau và tiếng hơi đục. Ở dưới phần mô tả của video sẽ có một đường link mình test loa trực tiếp em này để các bạn có thể nghe thử chất âm. Nhưng mà tất nhiên là đường link đó sẽ dẫn tới fanpage của mình, bởi vì những cái bài nhạc này có bản quyền không thể nào up lên YouTube được. Và trong trường hợp các bạn kéo xuống mô tả mà thấy mình để đang cập nhật thì có nghĩa là mình vẫn đang quay video, anh em chờ thêm một thời gian nhé để chúng ta có video test âm. Tránh trường hợp các bạn lại bảo mình là mồm thì nói âm thanh thế này thế kia mà không cho các bạn nghe thử. Thật ra là cho các bạn nghe thử cũng được, nhưng nó dính hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề bản quyền. Thứ hai đó chính là khi các bạn nghe lại như vậy thì chưa chắc đã nghe được toàn bộ cái hay, toàn bộ cái âm thanh chuẩn nhất từ loa. Và nhớ là nếu nghe test âm thì các bạn đeo tai nghe vào nhá. Tai nghe càng xịn thì nghe càng hay. Với mức giá chỉ 550k thì Soundnac XR3 Mini là một chiếc loa Bluetooth đáng mua cho những ai yêu thích sự trẻ trung sôi động. Nếu bạn không quá khắt khe về âm bass, XR3 Mini chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Các bạn thấy sao về chiếc loa này thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.